Hiện tại tôi đang có mặt tại xưởng sản xuất của Pula Furniture, nơi mà tạo ra những bộ sofa da cao cấp, êm mềm với độ bền trường tồn theo thời gian. Và để có thể hiểu lý do tại sao mà những bộ sofa da của nhà Pula lại được yêu mến đến như vậy, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về quy trình sản xuất ra một bộ sofa da nhé. Quy trình đầu tiên là chúng ta phải tạo khung, bởi vì khung được coi như là trái tim của cả bộ sofa, bởi vì khung cũng sẽ quyết định nên form dáng và độ bền của cả bộ sofa. Mỗi bộ khung ghế sẽ được ghép từ những thanh gỗ tự nhiên đã qua quá trình tẩm sấy, xử lý kỹ càng để chống cong vênh mối mọt, kết hợp cùng với ván gỗ plywood giúp định hình form ghế. Nằm trong bộ khung đó chính là hệ lò xo. Lò xo thì sẽ mang đến sự đàn hồi cho cả bộ sofa. Lò xo ghế liên quan đến độ đàn hồi của ghế, độ êm và độ mềm khi ngồi. Một chiếc ghế sofa cơ bản bao giờ cũng sẽ có lò xo ngang ở dưới cùng và bên trên có thể có thêm lò xo cối hoặc không, tùy theo sở thích của khách hàng. Sofa có lò xo ngang kết hợp cùng với lò xo cối sẽ mang đến độ nảy lớn hơn. Trong khi đó, nếu như sử dụng lò xo ngang và nệm chuyên biệt của Pula, thì chiếc ghế sofa sẽ thiên về độ êm mềm. Tùy vào sở thích và nhu cầu của bạn, Pula sẽ tư vấn để lựa chọn giải pháp cho phù hợp nhất. Phía trên lò xo là hệ thống nệm mút 3 lớp. Lớp trên cùng là nệm HT90S siêu nảy, mút ES40 và lông vũ dày 3cm cho trải nghiệm êm hơn, mềm hơn và bền hơn, tạo nên độ êm mái hoàn toàn giống sofa nhập khẩu trực tiếp từ Italia. Nệm Pula được chế tạo từ cao su thiên nhiên theo quy trình chiết lọc khắt khe để có được nguyên liệu tốt nhất. Bên trên cùng sẽ là một lớp lông vũ dày 3cm tạo ra cảm giác mềm mại và êm ái khi ngồi lên, đặc biệt là giúp thoáng khí hơn hẳn các dòng sofa thông thường. Sau khi có đầy đủ các phần từ khung cho đến nệm thì chiếc sofa sẽ được chuyển sang công đoạn tiếp theo, đó chính là công đoạn bọc da bò ý nhập khẩu đến từ thương hiệu Machoto. Da Machoto được lấy từ những con bò nuôi dưỡng tại Ý hoặc là châu Âu, nơi mà có khí hậu ôn hòa, đồng cỏ tốt tươi và ít côn trùng, nên bề mặt da không bị sẹo hoặc vết côn trùng cắn, đảm bảo cho chất lượng tốt nhất, vừa dẻo dai lại mềm mại và thoáng khí. Vì chọn lọc chất liệu cao cấp nhất nên sofa da Pula có độ bền lên đến là 10 năm, thậm chí là 15 cho đến 20 năm nếu như được bảo quản đúng cách. Mỗi bộ sofa đều trải qua quá trình kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi mà đến tay khách hàng. Đặc biệt quý khách sẽ được lựa chọn chất liệu, màu sắc, kích thước theo yêu cầu, điều mà những bộ sofa nhập khẩu dù là có tốt đến mấy thì cũng không thể đáp ứng được. Và hãy đến ngay với Pula Furniture để có thể trải nghiệm những bộ sofa da cao cấp, đồng thời là sở hữu cho mình một không gian sống đẳng cấp và sang trọng.